Hello, xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay đây là con ạc Thao 7 của mình nha. Thì con ạc này đã từng bay lên Titan nha. Thì hôm nay kể từ ngày hôm nay thì mình sẽ chính thức hành trình bay lên huyền thoại quá nha. Thì bây giờ mình sẽ đi làm một trận nha, có thể một trận Thao 7 nào. Thao 7 đánh Thao 9 cực khét, khét là nạt luôn. Gặp nhà nào quất bừa nhà đấy các bạn nhá, thật sự là bay cúp rất là khó các bạn ạ. Gặp mấy cái ông thần bay cúp Thao 6 thì vái luôn. Vô cúp của đánh không bạn? 21 cúp của đánh không? Thôi không đánh nào, nó chắc lắm. Năm cúp chứ chắc mình đã nhốt trôi nhà này đâu. Lâu lâu mình không đánh à. Thôi đánh mấy nhà Thao 9, mình cần phải làm một cúp thôi. Mình làm một cúp thôi, à là một sao là mình đã có được tầm 10 cúp, 7 và 8 cúp. 5 cúp quá ít. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sắp tới mình cũng sẽ bay cúp quả Thao 9 chưa mắc các bạn ạ. Kiếm hơi lâu. Đây đây mình nghĩ chắc ông thần này cũng bay cúp rồi, ông thần này chắc cũng bay cúp rồi. Nhìn lại thì mình giã tan quất không các bạn, quất không. Quất đây. Hay là bowler, như là được ba bowler mới là còn thừa vài chỗ được bạn xin đấy. Thank you.
sao bạn nhé. Đã có xe máy ở đây còn chờ lính này. Mình có bé nha. Máy cúp bạn ạ. Hành trình bay cúp khá là vất vả bạn nhé. Thì FC cấp trại là hội mình ở nha. FC cấp trại là hội mình đang ở nha. Ai có nhu cầu thì vào nha. Mình sắp sửa mình quay lại hội rồi. Bởi vì nick của mình bị mất quá ạ. Đây. Mất nick. Thế mình lại phải quay đang chơi cày với con nạc này. Bay cúp. Mình đang trận nữa bạn nhé. Đánh không? Cái defense nó xếp này. Mười lăm cúp bạn ạ. Kiếm này rất lâu. Chỉ có bạn nào kiên trì mới cứ đánh lên. Đánh như này bạn nhé. 25 cúp. 5 thợ xe. Đây 13 phút nữa sẽ bảo trì bạn nhá. Thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây nhá. Bye bye các bạn nhá.